Một chặng đường phát triển với bao gian nan và vinh quang của đất nước. Giữa lòng thành phố mang tên Bác kính yêu, có một ngôi trường đặc biệt cũng có từng ấy năm với bao bước thăng trầm vượt qua mọi thử thách để vững bước tiến lên vươn tới một tương lai tươi đẹp. Hôm qua, hôm nay hay ngày mai, ngôi trường này vẫn sẽ mãi là một chấm sáng. Chấm sáng ấy nhỏ thôi nhưng cũng đủ soi đường cho bao mảnh đời bất hạnh tìm đến bến bờ hạnh phúc. Kỷ niệm 30 năm trường mang tên nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu, phòng chuyên môn giáo dục âm nhạc trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu thành phố Hồ Chí Minh xin giới thiệu chương trình ca nhạc với chủ đề Mái trường mến yêu, do các học sinh lớp năng khiếu thanh nhạc và organ trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu thành phố Hồ Chí Minh cùng với nhóm kỹ thuật phòng thu trường tư thục âm nhạc Suối Nhạc thực hiện. Chỉ đạo thực hiện thầy Nguyễn Thanh Tâm, chịu trách nhiệm sản xuất cô Hà Thanh Vân, biên tập chương trình thầy Nguyễn Văn Thanh. Đây là chương trình ca nhạc lưu hành nội bộ được thực hiện vào tháng 1 năm 2006. Một chút tự hào, một chút trăn trở suy tư cùng hòa quyện với bao hoài bão về một ngôi trường. Đó là những gì được thể hiện xuyên suốt trong CD ca nhạc Mái trường mến yêu. Mong sao qua mỗi ca khúc, người nghe sẽ bắt gặp lại một phần của chính mình, ít nhiều vốn đã bị thời gian làm phôi phai dần theo năm tháng.